Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Tản ra chết map nào anh em ơi. Chúng ta đang có mặt tại khu vực số 14 và sắp có một vài giao tranh với một team mình thấy có Trường Cà Minh Giáo anh em ạ. Có lẽ là team này đang treo và giao tranh bắt đầu rồi. Đồng bằng rất nhanh luôn và chúng ta đã khống chế được thành viên của team đội bạn. Bên đội bạn cũng có Huyền Thủy nhưng chúng ta có 5 độc. Anh em biết 5 độc có khả năng khắc chế rất tốt với những môn phái trâu bò nha. Trời ơi, năm độc nó giật độc ghê lắm anh em ơi. Và cái trận tâm ma hôm nay đến từ server, một server cũng rất quen thuộc với anh em, đó là server 689, được chia sẻ bởi một người anh em, đó là Mì Cua. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ chơi môn phái Huyền Thủy và chúng ta lại chuẩn bị đi up sàn khu vực số 15 có team yếu máu bên này anh em ơi. Đó, kêu gọi bà con qua. Chuẩn bị bật búp lên. Ây da, ôi đây nó chạy đây rồi. Rồi, có gì đây? Có Thúy Yên, hình như là cái con nữ vừa chết đầu tiên ở trên lùng lùng, hình như là con cái bang anh em à. Bây giờ thì số đội trong cái trận tâm ma này vẫn còn 21 đội anh em ơi. Và chúng ta đang chờ hồi kỹ năng. Với một đội hình sở hữu khả năng hồi máu tốt thì anh em hãy sử dụng cái ưu thế này, chúng ta đi quét map ở những cái giây phút đầu tiên của trận đấu để mình tiêu diệt bớt các team anh em ạ. Đó, để về sau mình khỏe hơn nha. Chứ mà anh em để về sau những cái team khác nó mạnh lên nó quýnh mình thì vất vả cực kỳ. Do đó chúng ta hãy cố gắng sử dụng ưu thế để quét map đầu trận anh em ơi. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ di chuyển lên 13 hay là chúng ta ra 14 đây. Như vậy là anh em quyết định về khu vực số 4. Về số 4 anh em ơi, số 4 là thương nhân đang rất trống ở đây. Rồi, bán đồ kiếm tài nguyên, lấy một quyển đó là bàn băng phi xương. Có tim dương môn, trời ơi, thiên nhẫn nữa kìa, tiêu dao bị đóng băng một cái. Bá đao không phải tiêu dao. Wow, thiên nhẫn 1 chấm máu. Bây giờ anh em có di chuyển lên để luộc nó luôn hay không? Tội nghiệp cái team kia quá anh em ơi. Phải nói là Huyền Thủy chúng ta đóng băng rất nhanh tay. Team đội bạn vừa di chuyển xuống là chúng ta đã đóng băng được team đội bạn liền. Cực kỳ lẹ. Bây giờ team bên đó nó đang yếu máu anh em. Dương môn rồi. Thiên nhẫn. Đó, mình lên mình lụm kèo team đó là chắc gạo nhá. Ôi có cả Nga My. Wow. Nga My vừa thấy bóng dáng của team mình là bị đóng băng lên. Và như vậy Nga My đã lên 7 điểm số với ngũ độc. Đó, anh em thấy không? Huyền Thủy là môn phái đúng chất gọi là hỗ trợ cho team. À, đóng băng khống chế đối thủ cực kỳ lẹ. Và bây giờ thì ảo tượng chuẩn bị xuất hiện ngay khu vực số 3 luôn rồi anh em ơi. Chết chắc cái team dương môn này rồi. Đây, thiên nhẫn hồi được tí máu, có cả vạn hoa nữa. Trời ơi, cẩn thận, cẩn thận. Côn lôn và cả ba đao. Như vậy là có team từ khu vực nào đó đã di chuyển về đây. Hiện tại vạn hoa đang bị khống chế rất nhiều, cả dương môn nữa anh em à. Và rất tiếc trong những pha giao tranh này chúng ta có kết thúc được không? Như vậy là có kết thúc được ba đao, thêm một vạn hoa dương môn và một cái bàn từ khu vực số 4 di chuyển sang. Và chúng ta đang lại tiếp tục có giao tranh, cẩn thận vạn hoa vuốt rất đau. Ngũ độc đang phản kèo và chúng ta không hề chạy luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời và kết thúc được một thành viên của team đội bạn. Nói là anh em BK cực kỳ chắc tay và rất tỉnh xử lý tình huống nha. Trong khi chúng ta đã hết combo để xử lý pha giao tranh đầu tiên thì cái pha giao tranh thứ hai lại diễn ra. Quá tuyệt vời và nói tình huống đó là Huyền Thủy rất trâu. Dù bị vạn hoa vuốt rất nhiều đam nhưng mà chúng ta vẫn trụ lại để hỗ trợ cho các thành viên của team mình. Và như vậy anh em xứng đáng có được cáo tượng đầu tiên rồi. Bây giờ cố gắng hồi máu nữa anh em ơi. Trường Ca chắc chắn bây giờ đã có quyền bí kíp hồi máu. Cộng thêm khả năng hồi phục của Huyền Thủy nữa thì chắc chắn team mình lại càng bá đạo. Bây giờ di chuyển về khu vực số 11 nào. Bên này có cùng lôn trắng bị đóng băng rồi. Ngũ độc ơi không cho nó chạy anh em ạ. Thuẫn cùng lôn rất trâu và không thể chạy được với cái chón của Trường Ca. Trường Ca anh em gặp đối thủ mình cứ đánh thường nhiệt tình vô nha anh em. Vì chiêu đánh thường của Trường Ca sẽ gây hiệu ứng chón anh em ạ. Bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 12 luôn. Bên này đang rất trống. Thôi thì mở nhẹ cái rương đi anh em. Đó, nãy giờ đánh đấm cũng mệt lắm rồi. Thôi thì mình từ từ thông thả.
đội hình anh em đánh chắc tay thế này là quá tuyệt vời. Và số đội trong trận tâm ma hiện tại đang còn là 12 đội. Ơi, lại có team võ đan nữa kìa, trời, bá đao. Bá đao nhiều vậy, nãy giờ chúng ta thấy tới rất nhiều bá đao, có cả cái bang nữa. Wow wow, nó chém rất đau. Ây da, vừa bị võ đen dồn đam, vừa bị bá đao chém nên phải nói là cực kỳ đau anh em ơi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái bang. Vẫn còn võ đen và bá đao đang yếu máu, nhưng chúng ta cũng đã thiệt hại rất nhiều máu trong cái pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ các thành viên đang cố gắng ôm farm. Ngũ độc vẫn đang có mặt tại khu vực số 13 và dường như ngũ độc đã kết thúc được bá đao. Quá tuyệt vời bá độc ơi. Anh em đánh phải nói là rất hổ báo và tận dụng cái ưu thế thời cơ tình hình rất tuyệt vời. Như vậy là vòng số 1 sắp khép lại rồi, có lẽ chúng ta sẽ dừng cái vòng số 1 tại đây. À dạ, anh em có nghe cái tiếng cọc cọc gì không anh em ạ? Hôm nay ta nói khổ lắm anh em ơi, cái nhà kế bên nó làm, nó gõ, nó cưa, nó đục, nó đẻo, không làm ăn gì được hết. Nếu mà anh em có nghe mấy cái âm thanh này nó to quá thì anh em thông cảm giúp mình nha. Khổ dữ lắm luôn anh em ơi. Bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua một bên, mình sẽ tập trung tiếp vào cái trận tâm ma hấp dẫn này nha. Mọi người đang có mặt tại khu vực số 3 và số đội trong trận tâm ma vẫn còn 10 team. Rồi bây giờ có lẽ là chúng ta cần chờ thương nhân. Ui, cái bang dính phù. Trời ơi, tội nghiệp cái bang, chắc giật phải nửa cây máu anh em. Thương nhân đang có mặt tại khu vực số 9 và số 7. Điều đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 9 anh em ạ. Đó, cọc cọc cọc. Đó, cọc cọc cọc. Anh em có nghe không? Khổ lắm luôn á. Trời ơi, mùa dịch mà còn sửa nhà nữa, khổ quá đi à. Thôi anh em ơi, chúng ta di chuyển nào để cho cái trận tâm ma mình nó bớt tiếng cọc cọc đi nha. Có tàn kiếm cùng luôn rồi, phải nói huyền thủy đóng băng cực kỳ lẹ luôn. Và chúng ta có qua hay không anh em? Có qua hay không? Bên kia chắc chắn cũng đang quéo cò bên đó rồi. Chạy đúng rồi, chạy đúng rồi. Có trường ca nữa. Wow, tàn kiếm lại một lần nữa bị khống chế lên ngựa. Và có chạy được hay không? Bẻ ơi, quá hay. Một team 3 rất mạnh nha anh em, với cung lôn, trường ca và tàn kiếm. Nhưng chúng ta đã kết thúc được tàn kiếm, một mối nguy hiểm rất lớn cho bạn ngũ độc chúng ta. Và bây giờ chúng ta thừa thẳng sông lên, di chuyển thẳng về khu vực số 8. Và team này có Nga My bên này nữa. Một bé Nga My, một bé trường ca. Như vậy cái team cung lôn đâu rồi ta ơi? Cẩn thận nào anh em. Phải nói là mọi người BK rất chắc tay với những tình huống hỗ trợ và khống chế team đội bạn, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 7 nào. Dưới này lại có thương nhân và chúng ta lại ghé mua các loại trang bị bí kíp. Đây đây đây, cung lôn 1 chấm máu. Như vậy là khu vực số 6 có thể có giao tranh. Trời ơi, bà Huyền Thủy mới nhận được xu từ các thành viên, ấy quên bán đồ được xu, cái không còn cái gì để mua luôn, đúng tội luôn anh em à. Trời, nãy giờ ta cống hiến cho team ha, đóng băng các kiểu luôn, tăng chịu sát thương mà team không thương tiếc, mua đồ sạch sẽ, có giao tranh cùng luôn, có quần. Wow, đó chính là Trường Ca và Nga My, chúng ta di chuyển xuống để bắt cái team này. Rồi, chạy đâu, bên này thông được anh em ơi. Wow, như vậy là team 2 đã chạy thành công. Và có lẽ chúng ta cố gắng hồi máu ở đây để chờ cho... Ôi, có cả Dương Môn Vạn Hoa cái team lúc nãy đây này. Wow, wow, Dương Môn đã bị đẩy ngược trở lại. Vạn Hoa có đánh được hay không? Chúng ta vẫn đánh Vạn Hoa. Vạn Hoa đã nhảy được về khu vực số 1. Phải nói là liên tục có giao tranh. Rồi bây giờ ảo tượng xuất hiện rồi anh em ơi. Trận tâm ma trở nên những giây phút chắc chắn cực kỳ hấp dẫn, vì bây giờ chúng ta còn rất nhiều team mạnh trong bản đồ tâm ma này. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 5 để mở ảo tượng. Đây 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 đây, đó chính là hóa gì vậy anh em? Mặc cái bộ đồ đen đen. À, một là giống thần cơ, hai là giống Dương Môn, cũng giống cái bang nữa thiệt. Trời ơi, mấy cái phái này không phân biệt nổi, nó chỉ lướt qua đời nhau thôi anh em ạ. Thôi kệ nó đi, phái gì cũng không cần biết. Bây giờ mình quan trọng là mình mở kéo tượng xong rồi mình sẽ đi đâu nè.
chắc chắn là phải về cái ấu tượng tiếp theo đúng không? Đó, bây giờ mình kiếm giao tranh chứ không phải là né giao tranh nha anh em. Đó, đi tầm ma anh em là phải kiếm giao tranh. Với một cái team đội hình mạnh thì anh em phải kiếm giao tranh nha. Tiếp tục di chuyển lên khu vực số 3 và trên này có một con trường ca vừa di chuyển về khu vực số 2. Rồi, chúng ta có lẽ di chuyển về boss đi anh em ơi. Chết nhẹ con boss xem có ai sờ mó nó hay không. Đó, gối sờ nó mà nó tuyệt giống một cái là chúng ta mệt đó nha. Như vậy với ưu thế con ngu độc thì anh em quyết định ăn boss. Trong bản đồ này chúng ta sẽ còn một cùng lôn, một team dương môn vàng hoa, một team nga mi với trường ca. Đấy rồi, con lôn giật xét rất đau anh em ơi. Nhưng mà không mất máu, ủa sao kỳ vậy ta? Nhìn cái xét oai hùng lắm nha, nhưng mà team chúng ta vẫn còn full máu. Lạ dã man. Thật ra cùng lôn có bầu kích quánh rất đau đó nha anh em. Phải cẩn thận với cái môn phái này. Một cái xét cùng lôn có thể làm cho các môn phái hệ thủy tử vong, cực kỳ nguy hiểm. Do đó khi mà anh em chơi những môn phái hệ thủy, chúng ta phải hết sức chú ý với môn phái cùng lôn. Cung lôn vừa cơ động vừa khống chế tốt và nếu có bạo kích thì lượng đam dồn ra cực kỳ cao. Bây giờ chắc chắn cung lôn không dám quay trở lại nếu như không có quần thể kim cang đâu nè. Ôi ôi, quay lại và bị huyền thủy đẩy sang khu vực số 4 cầm lặng. Nếu cung lôn vẫn nhây ở lại có thể sẽ lên bảng điểm số nha. Bây giờ chọn ở lại nhây hay là đánh trường ca. Trường ca vả cho sắp mặt luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy chiêu đánh thường của trường ca khống chế ghê lắm, gây hiệu ứng choáng nha anh em ơi. Như vậy là cùng luôn với sự cố gắng để ngăn chặn chúng ta có đá hồi sinh đã không thành công. Và bây giờ team 2 đó là Trường Ca và Nga Mi lại tiếp tục di chuyển qua. Lần này họ lại bị đánh đuổi một lần nữa rồi anh em ơi. Rất khó vì chúng ta không có tạo được một cái combo cụ thể. Và anh em thấy huyền thủy chúng ta vẫn còn quân hàm ngạo thế. Tiếp tục là Nga Mi có chạy được hay không? Và như vậy chúng ta đã kết thúc được Nga Mi. Vẫn còn Trường Ca. Chạy đâu mà xa vậy bé ca ơi. Trời ơi. Rồi rồi kẹt luôn rồi. Hết đường chạy luôn rồi. Ôi chạy qua 23 luôn à. À 23 thông được nè. Rồi tiếp tục xuống 24 nhưng mà bị dính đam của ngũ độc thì trường ca cũng không sống nổi. Như vậy với những cái pha đánh úp liên hồi đàn áp từ team chúng ta, chúng ta đã kết thúc bản đồ này chỉ còn có 3 team. Vẫn còn một team dương môn và vạn hoa nha anh em. Team đó không biết còn sống hay không. Có thể trong quá trình tranh đoạt ảo tượng họ đã có giao tranh với những team khác thì mình chưa biết được. Bây giờ hãy cùng chờ những cái phần thể hiện tiếp theo của trận tâm ma. Xuống khu vực số 7 đây, dương môn vẫn còn như vậy, chắc chắn sẽ có vạn hoa. Ôi dương môn một chấm máu rồi rồi rồi, bà huyền thủy bà thấy cái kèo rất thơm. Bà chạy qua bà cho một cái chiêu một và dương môn né được. Tiếp tục thả một cái bong bóng không thèm lên ngựa rượt luôn anh em ơi. Ngũ độc đã phát hiện di chuyển về khu vực số 1. Ui anh em không đuổi theo dương môn luôn à, để cho nó hồi máu thì cũng vất vả cho ngũ độc á. Nhưng mà không sao, chúng ta có hai viên đá hồi sinh rồi. Và như vậy một team nào đó đã bị chúng ta kết thúc. Wow, đó là dương môn đã bị kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ còn một bá đao. Rồi bá đao phải chạy thôi anh em ạ. Như vậy là cái trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Phải nói đây là một trận tâm ma rất tuyệt vời anh em ạ. Với những pha giao tranh mà team chúng ta có những cái pha lật kèo, phản kèo với team đội bạn rất tuyệt vời. Và mình xin chân thành cảm ơn em rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi cái trận tâm ma cho đến thời điểm này. Nếu như anh em cảm thấy trận tâm ma này thú vị, hấp dẫn, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Mình xin nói là chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.